trời nắng nóng quá. Trước tiên mình hướng dẫn cho ông anh này, ông đóng la phong, có cái gì đóng cái đó. Thì mình kiểm tra thì mình thấy là có mấy cây sắt, rồi có mấy cái nhôm, rồi cái miếng foam, có hai miếng foam mat để đâu đó. Giờ mấy cây sắt này, cái ti này là giờ mình phải làm sao đây? Thì có bao nhiêu dụng cụ để mà đóng la phong thì không biết làm sao mình đóng được đây. Cái cây ti đó, tùy theo cái đòn tay mà người ta bẻ cái độ rộng nó như thế nào đó, ta bẻ độ rộng như thế này để ta móc lên cho vừa cái cây ti ở trên đó. Xong đó rồi người ta lấy một cái bát đó, đặc biệt cái bát bị bóp lại đó mới đưa ra được, hai cái lỗ nó phải song song với nhau đó. Anh tự làm để thử coi sao, thấy không? Thấy dễ mà cũng không phải dễ đâu. Bây giờ rút cái cây ra đi, rút cái cây ra rồi bóp lên cho nó hai cái đầu nó bằng nhau rồi hả hả, để vô. Không có bóp được vậy, cái ta tăng đưa mà bóp cho nó quẹo luôn hả? Trời ơi hả? Quay cái mặt coi nó đang mà đó, coi coi kỹ cái hình của người ta làm mẫu, mới làm mẫu nè. Đây đây, đưa đây coi nè, lấy ra cái tay này nè, hai cái tay này nè, bóp lại nè, thấy chưa? Rồi đút vô coi được chưa? Rồi cái tuột bóp vô, cái tuột vô, bóp vô cái tuột vô đó. Rồi thằng kia cũng vậy, đây cái này nè, để tăng đưa để cho nó khi mình cân nước á, thấy không, là nó đạt tiêu chuẩn. Bóp cái kia lại, đúng rồi, thấy dễ vậy đó. Nhưng mà một lần rồi đó, phải nó đau chứ, bóp lại đau gì, được không? Nó lót cái đầu qua là được rồi. Không, tưởng chừng như dễ vậy rồi đó. Rồi tiếp tục 12 cây như vậy đó. Cây dài nhất là cái cây kia. Khoan, cái đó là mình làm ở trên kia nha. Rồi móc lại đi, y như thằng kia, móc cái đầu dưới này bẻ lại. Rồi bóp vô, đẩy ra xuống, đúng rồi. Rồi làm 12 cây vậy đi. Làm cây dài nhất ở trên, đúng rồi, đúng rồi. Hai cây vậy đó. Biết nào rồi, lâu lắm. Trời ơi, vậy mà cũng lâu gì, nếu mà lâu thì sao mà làm được. Bây giờ anh cầm máy đi, coi em làm đây nè. Rồi anh coi anh học, rồi lần sau anh tự anh làm nha. Anh tự anh làm. Đó, cái đó mình sắp lại nè, anh thấy không? Sắp lại xong rồi mình thấy cây dài cây ngắn gì đó, mình đem lên mình cắt. Mình cắt nó, lấy máy cắt mình cắt nó. Đó mình lựa ra, mình phân loại ra hết. Đó, mình so lại để mình hình dung được tất cả những cái đó, nó cho nó đủ để chứ thôi mình chạy đi mua nữa, thấy không? Rồi anh cầm máy anh quay đi đây, đây đó, để coi anh cắt nè, quay ở đây nè, quay ở đi cà phê làm cái gì không biết nữa. Kinh nghiệm cắt á, máy cắt này nè, nói anh nghe nè, anh không biết cắt thì thôi, chứ kinh nghiệm cắt á, là lửa bay vô người mà khi mình nó bể đá thì nó văng ra ngoài, nó văng vô người mình đó. Đặc biệt cái là cái kinh nghiệm á, rất là nhiều người bị sức tay mù mắt là người ta cái kinh nghiệm lại, người ta không báo cho mình vậy đó. Mà tốt nhất là cái này phải học kỹ rồi hả, cắt để nó văng, có thằng nó văng vô luôn con mắt á, lờ con mắt ra luôn. Hơn nó làm một cái là nó văng luôn ngón tay luôn. Ừ đúng rồi, bóp cái cây đó vô.
lên chút, em đưa nó sát luôn. Bóp mạnh vô, trời bóp đó mà không được thì bóp mấy cái thứ khác sao bóp được trời. Cái này chắc thì đẩy dưới đẩy lên chứ không phải cái cây đó. Mình bóp vô là mình đưa cái cây của mình lên chứ không phải đưa cái cây đó. Đó, bây giờ là còn ba cái thanh như thế này nè, nãy giờ em đã làm mẫu với anh hết rồi đó, anh nhìn cũng nhìn thấy rồi đó. Bây giờ anh lên trên đó anh đấu lại đi ha. Sao vậy? Sao nhức đầu? Sao nhức đầu từ đó giờ? Anh lên đi, tôi bảy mấy ký đặng. Sợ gì thấy cái thang đâu? Thôi anh lên đi. Lên làm cho biết chứ người ta. Hả? Sao vậy? Thì làm cái dây em làm vậy đó. Cho nó quen. Sao vậy? Nhức đầu hay là biết không? Thầy đi mới tin. Ủa hồi nãy giờ ngủ rồi hả? Ừ. Ủa bây giờ gì đi? Leo lên để lên làm giống cái đó, làm cái còn cái kia để em làm. Anh làm cái trong đi, cái trong có gì bay chụp được. Trong là sao? Cái đứng bên trong đó làm giống như bên ngoài nè. Em ở đây em con mắt của em nhìn thấy em chuẩn hơn anh phải không? Em kêu là anh hạ xuống chút xíu, hạ lên chút xíu gì đó. Nó chỉ chuẩn hơn, còn ở dưới đây anh đó. Cái gì về làm cây trong đi, anh bước vô cây trong anh làm cho em đi. Anh nâng cây trong lên một tí xíu. Cái trong mà giờ đẩy vô chứ. Cây sắc tí vậy. Nào. Bà là có ba cây đúng không? Ba cây thôi. Ba cây cây sắc thì ông vô lâu gần dưới đó. Đẩy vô. Đẩy vô đây xích trong chút. Leo lên luôn đi. Nói sao? Nói sao? Chuyện một từ đun cộng dây để nội hồi phát biểu linh tinh luôn. Đang làm phát biểu linh tinh đấy không? Đu này rớt xuống rồi sao? Để chút xíu đi rồi tôi cho anh đu. Đu nặng là rớt xuống ráng chịu nha. Rồi ok, để đưa nó vô ngoái lại luôn đi. Đúng rồi, rồi anh ngoái rồi đi. Không không ta hả? Hả rồi sao ơi? Em về cái giữa nữa. Rồi xuống đi, xuống đi. Rồi xuống đi. Nhanh lên. Hỏi quá. Đâm nó lên. Rồi ngoái tạm thời đó thôi được rồi. Ngoái tạm thời được rồi. Rồi xuống đi. Đó, thấy không? Đẹp chưa? Đây ở đây che là phòng che. Che má mày. Má không mẫu hậu ơi. Dạ. Mát mát phải không? Rồi ok, để treo cây kiển nữa.